Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma. Tiếp tục về Đức Phật, Đức Phật và Đạo Pháp, Đức Phật và Phật Pháp. Đây là di sự chứng đắc đạo quả của Đức Phật. Nhưng mà Bồ Tát đi xuất gia trải qua 6 năm tu khổ hạnh mà không có kết quả gì. Và khi mà ngài nghe tiếng đàn của một vị Phật, của một vị Đế Thích, của Chư Thiên, thì cái tiếng đàn có 3 dây, thì cái dây trùng quá, nó không hay, dây mà căng quá nó cũng không hay. Khi mà nghe cái tiếng đàn mà nó vừa phải thì là nó mới phát ra cái âm thanh hay. Thì lúc đấy ngày ngộ ra là chỉ có con đường trung đạo thì mới có thể đi đến giải thoát, cho nên là từ bỏ cái nỗi tu khổ hạnh đấy và tu theo con đường trung đạo. Trung đạo có nghĩa là ngài vẫn phải thọ dụng các cái vật thực, các cái vật dụng hàng ngày một cách vừa phải, không quá tham lắm nhưng mà cũng không có quá là thiếu thốn. Thọ dụng nó ở cái mức độ vừa phải thì nó mới có đủ cái sức lực để mà tập thiền. Và cái lúc này ngài trong bao nhiêu cái pháp tu khổ hạnh, lúc này ngài biết rằng những cái pháp tu đấy không đi đến giải thoát thì ngài bỏ hết. Và ngài nghĩ lại cái pháp mà ngài đã thực hành, nó là cái thiền hơi thở, cái lúc này còn rất là bé, và ngài đã ngồi ở dưới gốc cây đào và chú tâm trên hơi thở, thì ngài đã đắc được sơ thiền ở cái lần đầu tiên ngồi thiền đấy, cái lúc còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ tuổi. Và bây giờ ngài đã quyết định là thực hành lại cái pháp này, ngài cũng chú tâm trên hơi thở và ngài đắc sơ thiền một cách rất là dễ dàng, lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Và ngài bắt đầu phát triển tất cả cái tám cái tầng thiền chứng, tứ thiền bát định, phát triển và ngài thực hành thuần thục rất là nhanh chóng, và ngài phát triển được các cái năng lực thần thông ngay. Với cái tâm định tĩnh như vậy thì ngài hướng về các cái đời sống quá khứ, thì ngài phát triển về túc mạng thông, thì ngài thấy được rất nhiều các cái đời sống quá khứ của mình, thì thấy được cái đời sống quá khứ của mình là túc mạng mình. Và tiếp theo thì ngài sẽ bắt ngài lại tiếp tục quan sát đến cái đời sống của chúng sinh khác. Cái đời sống, khi mà quan sát về cái đời sống của mình thấy được cả những nét đại cương và chi tiết, dù là kiếp trước mình là ai, mình sinh ra trong gia đình như thế nào, mình cái đứa có cái đời sống an vui hay là khổ đau ra làm sao, ai có thể nhớ lại được hết rất nhiều đời nhiều kiếp. Sau đó đây là ngài tưởng đạt những kiếp tái sinh cả những nét. Đây là cái tuệ giác thứ nhất, ngài đã chứng ngộ vào canh thứ nhất, đêm thành đạt. Chứng ngộ được cái pháp này thì ngài mới đoạn trừ được cái hoài nghi. Hoài nghi về ta có mặt hay không có mặt trong đời quá khứ, ta có mặt trong đời quá khứ như thế nào, trước đây ta là gì, ta đã có mặt như thế nào trong đời quá khứ. Những cái hoài nghi về quá khứ như vậy, và những cái hoài nghi về tương lai, những cái hoài nghi về hiện tại nó mới được đoạn trừ. Thì chỉ những ai mà thấy được cái đời sống quá khứ mà mình biết là cái sự tái sinh của mình là do các cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện khác nhau,
thì lúc ấy mình mới có cái niềm tin được là thì là nó có cái nghiệp thiện, có cái nghiệp bất thiện, và mỗi cái nghiệp đấy nó đều để lại cái quả báo khác nhau do mình quan sát cái sự tái sinh, cái tâm tái tục của mình bắt cái cảnh thiện thì nó đi sinh vào cái cõi này, cái tâm tái tục, cái tâm cận tử ấy, nó mà bắt vào một cái cảnh bất thiện thì cái kiếp mình sẽ sinh vào cái cõi khổ đau. Đấy là thúc mãn trí. Và sau đó thì Ngài lại tác ý đến sự sinh tử của chúng sinh. Ngài mới quan sát xem là những cái chúng sinh ấy, khi mà chết thì nó đi sinh về đâu. Thì đấy nó gọi là thiên nhãn trí. Thì Ngài cứ quan sát là chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia. Ngài có thể thấy được nhiều đời nhiều kiếp của những chúng sinh khác. Ngài có thể quán đến lấy bất cứ ai làm đối tượng, Ngài cũng thấy được. Ví dụ Ngài có thể quán lấy một cái người nào đấy, bất cứ một người nào đấy, Ngài tác ý là cái người này đã làm cái nghiệp gì mà bây giờ được sinh lại làm người, thì Ngài biết được cái nghiệp quá khứ của họ. Ngài lấy một hướng tâm đến một vị chư thiên, Ngài tác ý là tại sao cái vị này được sinh thiên, thì cái lúc đấy Ngài sẽ thấy được cái những nghiệp mà nó dẫn đến cái vị đó được tái sinh về cõi thiên. Ngài có thể hướng tâm đến một vị phạm thiên, Ngài tác ý tại sao vị này tái sinh về cõi phạm thiên, thì lúc đấy Ngài sẽ thấy được cái hành động tạo nghiệp của vị phạm thiên đấy. Ngài có thể thấy một cái ngã quỷ hay là một cái chúng sinh ở dưới địa ngục, Ngài sẽ tác ý là tại sao cái người này phải đọa xuống địa ngục, thì Ngài sẽ thấy được cái hành động tạo ác nghiệp của cái chúng sinh đấy. Một con vật cũng vậy, một con thú hay bất cứ một cái ngã quỷ chúng sinh nào, Ngài có thể tác, Ngài chỉ cần tác ý tại sao cái chúng sinh này phải sinh vào cái kiếp này, thì cái nghiệp nó sẽ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt mình. Thì cái năng lực đấy gọi là thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn là thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh, mà cái thiên nhãn này cũng sẽ thấy được tất cả các cõi sống, các kiếp sống khác nhau. Mình sẽ thấy người này chết rồi sẽ sinh về cõi này, người này chết sẽ sinh về cõi kia, cứ lần theo những cái sự sinh tử của chúng sinh đấy thì mới thấy được là nó có rất nhiều cõi sống khác nhau, có những cái sống có thân hình mà có cái cõi sống vô hình, nhưng nó đều là những chúng sinh hết. Do các cái hành động thiện ác khác nhau cho nên là chúng sinh sinh về các cái cõi khác nhau. Đấy là cái trí đấy được gọi là thiên nhãn trí. Và cũng cái trí đấy thì Ngài mới hiểu ra được cái nghiệp. Thì ra là chúng sinh, kẻ cao thượng, người hạ nhiệt, kẻ người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, người bất hạnh, đều là do cái sức tạo nghiệp sai khác của mỗi người. Vì như ở thế gian thì mình cứ có những cái thắc mắc là tại sao có người sướng, có người khổ, tại sao chúng sinh sinh ra trên đời này nó không có giống nhau, có người an vui, có người bất hạnh, có người may mắn, có người thì gặp rủi ro, có người thì đẹp đẽ, có người thì xấu, có người thì tốt, có người thì không tốt. Thì đấy nó đều là do cái nghiệp của mỗi người đã huân tập. Vì cái đời sống, ai cũng có đời sống quá khứ, và trong đời sống quá khứ đấy mình đã huân tập một cái hành động gì thì bây giờ nó cứ có cái thói quen đấy, nó được nặp đi nặp lại và nó đều để lại những cái tập, những cái tiền kiên tật hay là những cái thói quen tập quán. Thì cái tuệ giác này vì sau đó Ngài mới quan sát cái tuệ giác này, Ngài mới thấy chúng sinh chết rồi lại đi tái sinh, chứ chết rồi nó không hết. Vậy thì cái sự tái sinh này mới là cái nỗi khổ đau, cái nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh. Thì chúng sinh cứ chết rồi lại đi tái sinh biết, mà Ngài có thể quán mãi mà không thấy được cái khởi đầu của cái sự tái sinh của tất cả chúng sinh này. Nó có thể trải qua hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều cái thành trụ hoại không của cái trái đất này, nó có thể hình thành, nó có thể tan hoại rất nhiều kiếp như vậy, nhiều a tăng kỳ kiếp như vậy, nhưng mà vẫn không thấy được cái khởi đầu của chúng sinh đã tái sinh từ bao giờ, đã luân hồi từ bao giờ, đã hiện hữu từ khi nào và đến khi nào mới chấm dứt. Và lúc đấy Ngài mới tác ý, vậy thì có con đường nào, có phương pháp nào, có cách thức nào để chấm dứt được cái vòng tái sinh này không, chấm dứt được cái vòng luân hồi khổ đau này không? Thì lúc đấy Ngài mới tu tập cái pháp quán thập nhị nhân duyên. Ngài mới tác ý là nguyên nhân nào khiến cho chúng sinh phải khổ đau,
khiến cho chúng sinh khổ đau sầu bi khổ yêu não. Ngài thấy thế là do cái vòng vô minh tham ái chấp thủ, nó là những cái nguyên nhân, và Ngài đã hiểu ra được cái nguyên nhân rồi thì Ngài sẽ cắt đứt cái nguyên nhân của nó, cắt đứt từ cái nguyên nhân của nó thì Ngài sẽ giác ngộ. Cho nên là đến cái canh thứ ba là Ngài bắt đầu mới tu tập tuệ minh sát. Tuệ minh sát là để thấy rõ được cái bản chất của cái thân và cái tâm này, tức là cái thân này nó Ngài chia chẻ nó ra đến cái mức tối hậu, đến những cái mức tối hậu của cái thân này, đó là Ngài thấy được các cái sắc chân đế của cái thân, và Ngài chia chẻ cái tâm ra đến cái sự thật tột cùng của cái thân và cái tâm luôn. Đó là thấy được các cái tâm nó liên kết, nó kết hợp với nhau. Vậy thì cái thân này nó là cái sự duyên hợp của tất cả các cái sắc pháp, là những cái hạt vật chất nhỏ bé nhất kết hợp này. Cái tâm này nó cũng chỉ là cái nhân duyên, các cái tiến trình tâm nó hỗ trợ nhau, nó sinh lên và nó diệt đi. Rồi là cái nguyên nhân khiến nó sinh ra cái thân tâm năm uẩn này, là do cái sự nhận thức sai lầm, nó sinh ra vô minh tham ái, nó sinh ra các cái hành động tạo nghiệp để cái dòng sinh tử. Và Ngài đã diệt trừ được cái vô minh tham ái chấp thủ đấy, cho nên là Ngài chứng được lọc tận minh, diệt trừ được phiền não. Thì Ngài dẫn tâm hướng tâm đến sự chấm dứt cái pháp trần luôn, đứng với thực tại, Ngài nhận thức đây là phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến chấm dứt phiền não. Nhận thức như thế, tâm Ngài thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi dục lậu, ô nhiễm của dục vọng, thoát khỏi hữu lậu, ô nhiễm của ái luyến đời sống, và thoát khỏi vô minh lậu, ô nhiễm của vô minh. Đã. Khi mà quan sát như thế thì tâm không còn khởi lên bất cứ một cái phiền não tham sân si nào nữa, không còn tham ái đối với cái cảnh trần ở bên ngoài, không còn tham ái với sự tái sinh, tức là chúng sinh thường thường hay tham ái với sự sống. Để mình lúc nào cũng bám víu sự sống, mình lúc nào cũng muốn có một cái sự hiện hữu, có sự sống, cho nên nó có cái sự tái sinh. Không có tham ái vào cõi người, không tham ái cõi trời, không tham ái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là thoát khỏi cái ô nhiễm của hữu nợ. Và tham ái của vô minh là cái sự hiểu biết sai, là do này có chánh kiến thì hiểu biết đúng. Thì lúc đấy Ngài chứng được cái minh thứ ba, được giải thoát. Thì do cái năng lực của cái minh thứ ba đấy, cho nên là Ngài mới biết ta đã giải thoát. Tức là cái trí tuệ đấy nó quán chiếu được những cái tâm bất thiện đã diệt trừ, Ngài biết nó đã diệt trừ, nó không thể tái sinh trở lại trong tương lai được nữa. Nó gọi là động tận trí, là cái trí mà nó biết rằng phiền não đã hết sạch. Đấy, nên là Ngài biết rằng ta được giải thoát, tái sinh đã chấm dứt, phạm hạnh đã hiện thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đây là minh thứ ba, Ngài đã chứng ngộ trong đêm thứ ba thành đạt. Đây là cái chi tiết của cái pháp quán 12 nhân duyên mà Đức Phật, cái lúc mà Ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, khi mà Ngài quán, Ngài tác ý là tại sao chúng sinh chết rồi lại phải đi tái sinh, thì Ngài mới tìm ra được, truy ra được cái nguyên nhân, cái cội nguồn, cái gốc rễ của cái vòng sinh tử, chính là do cái sự hiểu biết sai lầm. Cái sự hiểu biết sai được gọi là vô minh. Khi mà mình có cái sự hiểu biết sai, mà hiểu biết sai cái gì? Hiểu biết sai chính cái thân tâm của mình. Đấy, sự vô minh cũng gọi là si. Si là cái hiểu không đúng, chứ không phải là hiểu cái gì nó sâu xa, nó cao vời gì cả. Mà con người hiểu biết sai chính cái thân và cái tâm của mình gọi là vô minh. Đấy, bởi vì mình luôn luôn có cái chấp ta, mình luôn luôn là có cái tôi. Có ví dụ như mình, ta ở trong cái xác thân này ở trong ta, ta là xác thân là ta. Hay là ta ở trong những cái cảm thọ này, cảm thọ là ta. Hay là ta ở trong cái tâm thức này, thức là ta. Nên là mình hay có cái ý là đây là thân tôi, đây là cái sự cảm nhận của tôi, đây là cái tư tưởng của tôi, đây là sự nhận biết của tôi, đây là các hành động của tôi. Luôn luôn mình có cái chấp trước như vậy, cái chấp trước ấy gọi là vô minh. Vô minh duyên hành, hành ở đây là các cái hành động. Ví dụ bây giờ mình làm cái gì, mình thấy có cái tôi đang làm. Ví dụ như là bây giờ mình
đang ngồi thiền mình thấy có với tôi đang ngồi thiền, mình đi làm một cái việc thiện thì ví dụ khi mà mình bố thí mình sẽ thấy là tôi hôm nay tôi đi làm bố thí, hôm nay tôi đi làm từ thiện này, hôm nay tôi đi học này, hôm nay tôi đi lao động này, luôn luôn có cái tôi, bởi vì đấy là cái tâm vô minh. Thì tất cả những cái hành động đấy nó có cái chấp trước, nó có cái tham ái, có cái chấp trước, thì cái hành động đấy nó mới trở thành một cái nghiệp. Cái hành động mà nó có cái tham ái nó sẽ để lại nghiệp là do cái. Còn nếu mà một cái người mà hết vô minh ấy, thì người ta sẽ thấy rằng là cái thân nó chỉ có cái thân và cái tâm, đây là thân tâm chứ không phải là tôi, tức là mình hiểu là thân là thân chứ không phải là thân là ta, tâm là tâm chứ không có cái tôi là tâm. Thì cái đấy được gọi là cái minh, hiểu đúng sự thật. Thân nó chỉ là vật chất, tâm nó chỉ là các cái trạng tư tưởng, nó không có cái chấp tôi ở trong đời thì nó mới không có cái hành. Còn mình có cái chấp tôi đấy thì mình hay tặng, mình làm cái gì nó để lại nghiệp. Mình làm việc thiện nó để lại nghiệp thiện, mình làm việc bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Đấy gọi là vô minh duyên hành. Hành là các cái hành động nó để lại nghiệp nên gọi là hành. Mình nói nên nó cũng để lại nghiệp, tôi đang nói mình có cái chấp lại một cái thì cái lời nói nó để lại nghiệp. Nghiệp nếu mình nói điều thiện thì nó để lại nghiệp thiện, mình nói điều bất thiện nó để lại nghiệp bất thiện. Tôi đang nghĩ cái suy nghĩ của mình nó để lại nghiệp, tôi đang nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, có cái tôi đấy là cái suy nghĩ nó để lại nghiệp. Mình nghĩ điều thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện, mình nghĩ điều bất thiện thì nó để lại nghiệp bất thiện. Đấy gọi là vô minh duyên hành. Hành là thân, hành khẩu, hành và ý, hành hành duyên thức. Có hành thì sẽ có cái, có hành là có nghiệp thì sẽ có cái thân. Khi chết thì cái thần thức nó sẽ đi tái sinh, những cái tâm tục sinh nó gọi là thức. Thức là cái tâm, là cái thần thức, thức thần đi tái sinh. Khi mà có thức thì nó sẽ tạo ra thân và tâm, gọi là danh sắc. Như một cái chúng sinh bắt đầu đi đầu thai thì mình chỉ có mỗi cái tâm thức ấy, gọi là tâm tục sinh. Đi đầu thai lúc đấy có một cái tâm đấy rồi khi bắt đầu thì nó mới hình thành dần dần. Cái thai sẽ được hình thành dần 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 dần, nó có tạo ra mắt, ra mũi, ra thân, ra tâm. Rồi lúc đấy các cái tâm thuộc về nhãn thức, khi nào mà hình thành con mắt thì nó có nhãn thức, khi nào mà hình thành được cái tai thì nó có nhĩ thức, hình thành được cái mũi, cái lưỡi, cái thân thì lúc đấy nó có đầy đủ các cái thức đấy. Cho nên nó gọi là hành vô minh hình thành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc thì duyên sáu xứ. Khi mà có danh sắc tức là có thân và có tâm thì sẽ có sáu căn. Sáu xứ ở đây có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là đã khi là đã sinh ra làm chúng sinh thì sẽ có cái sáu cái căn đây. Sáu căn thì nó sẽ bắt sáu trần. Mắt thì nó sẽ bắt sắc, tai bắt âm thanh, mũi bắt hương, lưỡi bắt vị. Và thân thì nó bắt xúc chạm, ý thì nó bắt các tư tưởng. Xứ duyên xúc. Khi mà căn với trần mình nhìn bất cứ một cái cảnh gì nó sẽ có cái sự xúc chạm giữa thân với cái cảnh này, giữa tâm của mình với cái cảnh này. Khi mình nghe âm thanh thì cái âm thanh nó sẽ chạm vào trong cái nhị thức của mình. Khi mình ngửi hương thì hương nó chạm vào cái ý thức của mình đến vị nó chạm vào thiền thức. Mình đụng chạm cái gì thì khi đấy nó sẽ đụng chạm vào thân thức. Thì cái đụng chạm đấy được gọi là xúc. Do cái xúc đấy thì mình mới có cảm thọ, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc là thích, hoặc là ghét. Đấy là cái cảm thọ. Thọ. Khi mà mình có thọ, ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh mà mình hài lòng thì mình sẽ thích. Mình thích thì mình sẽ tham ái với cái cảnh đấy, gọi là thọ duyên ái. Cho nên là bây giờ mình có rất nhiều cái cảnh trần mà mình thích là do mình có cái sự xúc chạm, có cái sự cảm nhận này mình thích. Nhưng mà cũng có những cái cảnh mà nó làm cho mình không thích. Có rất nhiều cái cảnh mà mình không thích thì mình có tham ái với nó. Thì mình sẽ tham ái với cái cảnh mà mình sẽ mong muốn là làm sao mình thoát khỏi cái cảnh mà không thích này. Nhưng mà cái lúc đấy mình vẫn hướng đến một cái cảnh mà mình mong muốn. Ví dụ mình đang khổ thì mình sẽ muốn được vui. Khi bây giờ mình đang đau thì mình sẽ muốn được cái sự an lạc. Mình sẽ hồi tưởng lại cái bây giờ mình đang ốm thì mình sẽ hồi tưởng lại mong người ta được trở lại cái trạng thái cái lúc khỏe mạnh này. Bây giờ mình đang buồn thì mình sẽ có cái mong muốn làm sao ta trở lại cái tâm vui vẻ này. Thì đấy nó gọi là thọ duyên ái. Còn cái lúc mà mình thấy cái cảnh hài lòng thì mình thích làm sao ta được hưởng nhiều cái cảnh này hơn. Thì cái thọ dù là cái thọ đấy là thọ hài lòng mình cũng ái,
cái thọ không hài lòng với cụ ta, cho nên nó gọi là thọ duyên ái. Ái duyên thủ, khi mình tham ái rồi mình sẽ chấp thủ vào nó. Chấp thủ có nghĩa là mong sao cái này là của tôi, mong sao cái này là tôi, là tự đã của tôi. Nó có cái ái mà nó sẽ duyên thủ, là mình sẽ chấp thủ, mình chấp trước nó là của mình. Thủ duyên hữu, khi mình đã chấp thủ rồi thì nó sẽ để lại cái nghiệp hữu. Cái nghiệp có nghĩa là cái năng lực tiềm ẩn. Nghiệp hữu là cái năng lực tiềm ẩn này. Cái nghiệp này nó sẽ trổ quả. Nhưng mà khi mà mình tạo có bất cứ một cái hành động thì nó để lại cái nghiệp hữu này, thì cái nghiệp hữu này nó sẽ trổ quả. Cái gì mà mình có cố ý làm thì nó sẽ để lại nghiệp hữu này hết. Ví dụ mình cố ý, tức là mình cố ý sát sinh, mình nhìn thấy một con vật mình cố ý đã chết nó cả, thì nó sẽ để lại một cái nghiệp hữu ngay lập tức. Cái nghiệp này nó là một cái năng lực tiềm ẩn, một lúc nào đấy mình sẽ trả cái quả báo do cái hành động sát sinh đấy. Nhưng nếu bây giờ mình mà thấy một cái con vật nó đang bị tổn hại, mình cứu sống nó, thì mình cố ý làm một cái thiện nghiệp đấy, thì cái nghiệp đấy nó cũng để lại một cái nghiệp hữu, là một cái năng lực tiềm ẩn đấy, nó sẽ trổ quả, một lúc nào mình sẽ gặp được cái điều an vui. Thì cái nghiệp hữu này nó là một cái nghiệp rất là vô hình, không ai thấy, nhưng mà nó chi phối mình hàng ngày hàng giờ, và nó chi phối mình suốt đời, và nó chi phối mình vô số kiếp từ cái nghiệp hữu, cái năng lực tiềm ẩn. Nhưng có những lúc tại sao mình gặp, mình sẽ thấy ở trên cuộc sống có người gặp rất nhiều những điều may mắn, thì đấy là cái nghiệp hữu này, là cái thiện nghiệp nó trổ quả. Có những người mình thấy người gặp rất nhiều những cái rủi ro bất hạnh, thì đó là cũng là cái nghiệp vô hình để nó trổ quả. Thì cái nghiệp đấy gọi là nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu đấy nó sẽ trổ quả dẫn đến tái sinh, hữu duyên sinh. Khi mà đã có những cái năng lực nghiệp hữu đấy thì nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh ở trong luân hồi. Sinh duyên lão tử, khi mà đã sinh ra rồi thì phải có già bệnh chết, và đã có thân này thì nó có nỗi khổ về thân và nỗi khổ về tâm. Lão tử tức là già bệnh chết là nỗi khổ về thân, sầu bi khổ yêu não là nỗi khổ về tâm. Cái chúng sinh nó có những cái nỗi khổ về thân và nỗi khổ về tâm như vậy. Đó là sự sinh khởi của toàn bộ nỗi khổ đau của cõi đời nhân thế. Thì đó là cái nguyên nhân mà khiến cho tất cả chúng sinh ở trong cứ sinh, cứ mình cứ sinh ra trên đời này, rồi mình già bệnh mình chết. Khi mình chết mà mình lại tiếp tục đi tái sinh, rồi lại già bệnh chết, rồi lại tiếp tục đi tái sinh, cứ luẩn quẩn như vậy, hết kiếp này sang kiếp khác, vô số kiếp như vậy mà không chấm dứt được. Thế bây giờ là lúc đấy Đức Bồ Tát Siddhartha mới nghĩ tác ý là có cái cách nào để chấm dứt được cái vòng tái sinh này không. Thì lúc đấy ngài mới nghĩ là cần phải diệt từ cái nguyên nhân của nó. Đức Phật nói với bài kệ: quả thật khi các pháp có mặt hiện khởi lên nơi vị Bà La Môn nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì biết rõ hoàn toàn khổ cùng với các nhân. Cái lúc này là ngài thấy được cái nguyên nhân của nỗi khổ đau sinh tử này. Tức là nhờ cái sự nhiệt tâm thực hành thiền này, cho nên là ngài đã tiêu trừ được các cái hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp ấy. Ngài thấy được thì ra chúng sinh chết rồi sẽ đi tái sinh. Còn trước kia ngài cũng hoài nghi, không biết là chúng sinh chết rồi đi đâu. Đấy là trước kia ngài có cái hoài nghi như vậy, không biết là chết rồi thì hết, hay là chết rồi nó còn, chết rồi sẽ sinh về một cái cõi nào, hay là chết rồi sẽ chẳng sinh về đâu cả. Đấy, trên thế gian nó có nhiều quan điểm, có người thì cho rằng chết như thế này, có người thì cho rằng chết rồi sẽ có đời sống thế kia. Thì ngài vẫn còn hoài nghi, nhưng đến lúc này thì chấm dứt được cái hoài nghi. Bởi vì khi mà quán được cái pháp duyên khởi rồi, mình mới chấm dứt được hoài nghi. Nên các nghi hoặc lúc này nó mới tiêu trừ, bởi vì ngài đã biết rõ ràng cái nỗi khổ và các nhân tạo ra các cái nỗi khổ này. Quán được duyên, và lúc đấy ngài tác ý là sẽ muốn chấm dứt được vòng sinh tử thì phải diệt trừ được vô minh. Vô minh diệt nên hành diệt, tức là vô minh có nghĩa là nhận hiểu biết sai, cho nên chấp trước vào các cái hành động, và đấy là nguyên nhân khiến cho cái vòng luân hồi luôn luôn xoay chuyển. Vậy bây giờ diệt trừ vô minh có nghĩa là nhận thức đúng thì vô minh sẽ diệt trừ. Nhận thức đúng thì lúc mình hành động thì mình sẽ không chấp trước vào các hành động nữa,
nên gọi là vô minh diệt hành diệt. Ví dụ bây giờ mình thấy là cái thân con người là thân tâm, thì là thân và tâm là ngũ uẩn này, và nó luôn luôn vô thường, luôn luôn khổ, luôn luôn vô ngã. Vậy thì khi mà ngài hiểu rằng thân này là vô thường khổ vô ngã, tâm là vô thường khổ vô ngã, vạn vật là vô thường khổ vô ngã, tất cả các pháp là vô thường khổ vô ngã, nó chỉ là danh và sắc, nó chỉ là danh và sắc. Hiểu như vậy đấy là hiểu đúng sự thật. Cái hiểu đúng sự thật là hiểu được cái sự đúng ở cái mức độ tột cùng của nó. Đấy là tuệ chi, chứ không phải là chỉ là hiểu biết suông, mà ngài dùng cái trí, cái ánh sáng của tâm ấy, ngài thấy cái sự thật đấy. Tức là ngài không phải là ngài hiểu bằng suy luận, mà là dùng cái ánh sáng của định lực, và ngài quán chiếu, ngài tuệ chi, ngài quan sát cái sự thật đấy. Ngài quan sát rằng cái sự thật tột cùng, cái thân này là các cái sắc pháp, cái tâm này là các cái tiến trình danh pháp, sinh lên diệt đi, khổ não, vô ngã, giả tạm. Thì đấy có nghĩa là vô minh diệt. Khi vô minh nó diệt có nghĩa là ngài nhận thức đúng thân này, thân tâm này. Rồi thì khi ngài hành động ấy, ví dụ khi mà ngài làm việc thiện, ngài không có nghĩ ta đang làm gì cả, mà ngài chỉ có thân, đấy là danh và sắc nó làm, chỉ là cái xác thân và cái tâm thức nó làm, chứ không có cái mình làm ở trong đấy. Nhưng mà khi mà mình bố thí, mình chỉ thấy là có cái xác thân và cái tâm thức nó đang làm bố thí. Khi mà mình làm mà giữ giới, mình thấy có cái xác thân và cái tâm thức nó giữ giới. Khi mà mình đi đứng nằm ngồi nghe nói cái gì thì mình cũng chỉ thấy là nó có cái xác thân và có cái tâm thức nó đang hành động, chứ nó không có cái ta ở trong đấy. Thì đấy là vô minh diệt hành diệt. Thì lúc đấy mình không có cái chấp thủ nên nó không để lại nghiệp. Vậy các cái hành động đấy, những cái hành động nào nó được tuệ chi bởi trí tuệ thì nó không để lại nghiệp. Không để lại nghiệp thì vô minh diệt, hành diệt là không tạo thành nghiệp. Vậy hành diệt thì thức diệt, không để lại nghiệp thì nó không có thần thức để đi tái sinh nữa. Vì khi nào nó còn nghiệp thì còn tái sinh, hết nghiệp thì hết tái sinh. Thức diệt thì danh sắc diệt, không có thức thì chẳng tạo ra được danh sắc. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì sáu xứ diệt thì xúc diệt. Sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt. Tức là trần cảnh do cái lúc đấy thì nó không để lại nghiệp, cho nên là mình cái mắt mình có nhìn cảnh ở bên ngoài nó không có bị dao động. Thì muốn nói là do sáu xứ diệt nên xúc diệt, tức là khi mà cái tâm của mình nó tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài nó không có bị dao động đâu. Nó thấy cảnh trần cũng là danh sắc, cái tâm, cái con mắt là danh sắc, cái cảnh sắc ở bên ngoài mình thấy nó cũng chỉ là cái sắc giả tạm. Rồi cái tâm thức nhận biết nó chỉ là cái danh sắc giả tạm, là vô thường ấy. Nên là nó không có tham ái, không chấp thủ với bất cứ cái gì. Cái tâm nó không chấp thủ cái cảnh, cho nên nó gọi là sáu xứ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt. Thì lúc đấy mình có khởi lên, nó không khởi lên cái vui hay cái buồn với cảnh trần ấy. Thì cái người mà còn vô minh ấy, thấy cái cảnh đáng ưa thì mình sẽ hoan thịnh thích, mà thấy một cái cảnh không ưa thì mình sẽ phiền, mình sẽ buồn. Còn khi mà một người giác ngộ ra cái sự vô minh rồi thì gọi là đối cảnh vô tâm, lúc đấy là cái tâm không động không sầu đối với cái ngoại cảnh bên ngoài, lúc nào nó rừng rưng. Thì đấy gọi là xúc diệt nên là thọ diệt nên ái diệt, nó chẳng có ưa thích cái cảnh gì hết, chẳng có chán ghét cảnh gì hết. Cái tâm mà nó tự tại, nó không ưa thích, không chán ghét, nó rừng rưng, có cái tâm xả. Đó nên gọi là thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt, không có chấp trước vào một cái hoàn cảnh gì. Thủ diệt nên hữu diệt, chấp thủ mà diệt rồi thì cái nghiệp hữu này nó không có năng lực trổ quả đâu. Cái nghiệp hữu thì nó có cái năng lực trổ quả. Nhưng mà cái lúc này nó không để lại nghiệp hữu này nữa, thì tất cả mọi hành động của mình không để lại cái quả gì hết. Ví dụ như một vị A-la-hán, vị đó đi bố thí, nó chẳng để lại cái nghiệp gì hết. Ví dụ một cái người mà còn vô minh ấy, làm cái hành động như là bố thí cúng dường thì nó để lại cái nghiệp thiện, sau này là hưởng cái phước. Khi mà làm một việc bất thiện thì nó để lại cái nghiệp bất thiện, sau này chịu khổ đau. Nhưng một vị mà đã giác ngộ như một vị A-la-hán rồi, đi làm việc bố thí nó chẳng để lại cái nghiệp thiện, chẳng có phước gì. Thế tức là
cái người đấy nó hết nghiệp rồi vậy, không có nghiệp thì nó không có tái sinh. Do hữu diệt nên sinh diệt, sinh diệt thì não tử sầu bi khổ ưu não diệt, đó là sự đoạn diệt của tất cả nỗi khổ đau ở cõi đời như thế. Thì sau khi ngài quán chiếu xong cái này thì ngài mới giác ngộ hoàn toàn. Vào đúng cái canh ba đêm rằm tháng Vesak 3 năm tuổi, tại dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Bồ Tát Siddhartha đã nỗ lực hành thiền và chứng thành Phật, có đầy đủ tam minh lục thông cùng với trí toàn giác trí. Đó, quán chiếu được cái sự sinh khởi và sự đoạn diệt của cái pháp duyên khởi, và ngài đã giác ngộ, giác ngộ hoàn toàn, và lúc đấy ngài chính thức thành Phật ở ngay tại dưới gốc cây Bồ Đề vào năm 35 tuổi. Vừa khi mới thành đạo, Đức Phật đã cảm hứng nói lên bài kệ này: xuyên qua nhiều kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, ái sinh hoài khổ thay. Này hỡi người thợ kia, người bị nhận diện rồi. Thì lúc đấy ngài mới thấy được là xuyên trải qua xuyên suốt vô số kiếp sống mà không hiểu ra được cái nguyên nhân nào khiến cho mình cứ phải đi ái sinh hoài. Cái người làm nhà tức là cái người nó tạo nghiệp, mình không tìm ra được cái nguyên nhân nào nó tạo ra cái nghiệp hữu mà mình cứ chết rồi lại đi tái sinh như vậy. Đấy, mà cứ loay hoay ở trong sinh tử cho đến tận bây giờ, cho đến tận giờ phút này, tận cái giờ phút canh thứ ba đêm rằm tháng Vesak đấy. Lúc đấy ngài mới thấy được sự thật, thấy được nguyên nhân của cái thứ tái sinh đó. Nên ngài mới nói thì ra bây giờ ngài mới nhận diện được cái sự thật này. Cái nguyên nhân này, cái nhà xây sao được nữa, eo cột người bị gãy, đuôi mẹ đã tiêu vong, tâm ta chứng vô vi, mong tham ái diệt tận, tức là cái nguyên nhân khiến nên tái sinh đã được ngài dứt bỏ. Ngài đã phá vỡ được vô minh rồi, bởi vì ngài đã phát triển cái trí tuệ lên đến tột cùng, thể nhập với trí tuệ, thể nhập với chánh trí, tức là cái chánh trí mà ngài cứ nạp đi nạp lại cái pháp vô thường, tất cả các pháp vô thường khổ vô ngã, cứ nạp đi nạp lại cái sự quán chiếu như vậy cho đến khi cái tâm nó thể nhập, nó thể nhập với các pháp là vô thường, với các pháp là khổ, các pháp là vô ngã, rồi là lúc đấy cái vô minh nó sẽ không thể khởi lên được nữa, và lúc đấy nó chỉ còn lại trí tuệ rồi, và lúc đấy ngài chỉ còn sống với cái trí tuệ giác ngộ, hiểu đúng sự thật, biết đúng sự thật, và lúc đấy gọi là diệt trừ được vô minh. Vô minh diệt rồi thì tất cả những cái phiền não khác diệt hết, không còn cái gì nữa. Kéo cột người bị gãy, đuôi mẹ đã tiêu vong, giống như mình một cái cây mình chỉ cần đốn ở dưới gốc, nhưng mà đã đốn được ở dưới gốc rồi, tất cả cành lá của nó tự rơi rụng hết, nó tự nó diệt hết. Thì cái gốc rễ của sinh tử là vô minh, mình chỉ diệt trừ được cái vô minh thì tất cả cái cành lá của nó cũng sẽ tự diệt hết. Thật khi các pháp có mặt hiện khởi lên nơi vị Bà La Môn nhận tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì biết rõ hoàn toàn sự diệt khổ của với các nhân. Lúc này người thấy được cái sự diệt của khổ cùng với các nhân là sự giác ngộ tột cùng. Cái gốc cây Bồ Đề, đây là ngài đang ngồi thiền với gốc cây Bồ Đề và ngài đặt đạt. Đây là cái hình ảnh tượng trưng. Bây giờ người sẽ xem lại cái hình ảnh này mà Đức Phật đã tu hành, tu luyện như thế nào để giác ngộ. Đã tu luyện để chứng đắc.
Xin nghe câu hỏi tại sao cái dòng sông đi đi thiện lại có bốn cái bát vàng? Lúc đấy có nhìn thấy cái bát nó rơi xuống mà nó có ba cái dưới này không? Tại sao nó lại có ba cái dưới rồi? Mà đúng với Đức Phật thả xuống mấy cái, Bồ Tát thả xuống mấy cái, thả xuống có một cái phải không?
Mà tại sao ở dưới đấy lại có ba cái? Rồi, đã có ba vị Phật, cái quá khứ, tức là từ cái lúc mà trái đất này đã ra đời là trước kia đã có ba vị Phật ra đời rồi. Phật Câu Ni Tôn, Phật Câu Đại Hàm Mâu Ni, Phật Cấp Sa Pa, Phật Diệp, và bây giờ là Phật Cô Đàm, Ô Tham Ma. Và là bốn vị thì các vị Phật thường có cái sự tương đồng như nhau. Trước cái ngày thành đạo thì thường có một cái vị sẽ cúng cho một món ăn trên một cái đĩa vàng này, và sau này cái vị đấy sẽ ra cái dòng sông Như Liên Thiền đấy phát nguyện là nếu chúng ta thành đạo thì cái bát này sẽ trôi ngược dòng sông, thì cái bát vàng nó trôi ngược dòng sông và nó chìm xuống đúng cái vị trí đấy. Bốn vị Phật, bốn cái bát vàng nó chồng lên nhau không có sai sót một đi nào hết. Đã có bốn vị Phật ra đời và mỗi vị thả xuống một cái bát trước lên thành đạo. Hỏi tiếp, ai đã bảo vệ Đức Bồ Tát khi Ngài bị ác ma quấy phá? Cái gì? Ai? Cái lúc mà ác ma đến cuối đấy thì ai đã nên bảo vệ Ngài? Cái gì mà mẹ? Ba la mật. Các ba la mật mà Ngài đã bảo vệ Ngài, chỉ các cái ba la mật đã bảo vệ Ngài, thì cái lúc vị thần đất ấy là cái người chứng kiến cái ba la mật này bắt cái búi tóc ra, tức là trước khi mà một vị Bồ Tát làm bất cứ cái thiện nghiệp gì làm xong thì Ngài cũng dội một ít nước lên trên tay, lên trên bàn tay. Khi mình tập bát hay làm bất cứ cái gì xong mình cũng rửa tay, và cái lúc đấy thì những cái nước mà cái vị đó đã dùng để rửa tay sau mỗi khi làm việc thiện ấy, thì nó nhiều như nước biển, chứng tỏ là vị đó đã, một cái vị Bồ Tát đã tạo những cái công đức nó nhiều như biển, thì cái điều đó là không sai. Bởi vì trong suốt 40 tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp là đã làm rất nhiều thiện nghiệp rồi, cho nên chính cái thiện nghiệp đấy nó sẽ bảo vệ mình khi mình gặp cái khó khăn, gặp hiểm nạn, gặp cái nguy nan, gặp những cái người khác chống phá. Thì nếu người nào có cái thiện nghiệp thì là cái thiện nghiệp nó tự bảo vệ mình, như Đức Phật, các vị Đức Bồ Tát đó. Nhưng mà ác ma quấy phá chính cái ba la mật, cái thiện nghiệp nó sẽ bảo vệ mình. Hay làm chứng cho ba la mật mà Ngài đã tạo khi tu Bồ Tát đã. Ai là người làm chứng cho khi mà Ngài làm các ba la mật này? Đất làm chứng. Làm cái gì vậy? Không có ai làm chứng nhưng mà sẽ có đất làm chứng. Nếu bây giờ mình muốn làm cái gì thì mình cứ làm xong mình dội nước lên trên tay, cái nước nó ngấm xuống đất, đất sẽ làm chứng. Lúc nào mình sống trên đất này. Ba la mật, mỗi khi tạo các ba la mật Bồ Tát thường làm gì? Bồ Tát thường dội nước lên tay và nước đã ngập vào trong đất. Bồ Tát bị ác ma quấy phá, vậy ma đó là ma trong lòng hay là ma bên ngoài? Được, cho anh trả lời đi. Cái câu hỏi này, ma này ma ở đâu? Ma ở trong lòng hay ma ở bên ngoài? Câu trả lời cả hai nhá. Khi mà Bồ Tát đang tu nó có cả ma ở trong tâm nó hiện ra và ma ở bên ngoài quấy nhiễu. Ví dụ ma ở trong tâm là lúc đấy các cái tham sân si, những cái phiền não, những cái dục vọng, những cái tâm mà nó nhớ người thân, những cái tâm nó nhớ nhà, cái tâm nó rể ruôi, cái tâm nó muốn bỏ cuộc đi về, thì những cái tâm đấy mới là cái ma phiền não, phiền não ma. Khi mà mình chiến thắng được cái phiền não ma rồi thì nó lại có cả cái ma bên ngoài, nó có 5 loại ma tất cả, và thiên ma là các vị chư thiên, các vị có ác ý muốn phá hoại người tu hành, thì đấy là thiên ma, ác ma. Khi mà Đức Phật bị quấy phá cái lúc mà đang tu ấy là thiên ma, các vị chư thiên mà muốn quấy phá. Có
cái ác ma bên ngoài đó là tử ma, là những cái ma trên mặt đất bình thường này, cái chúng sinh chết là ma quỷ bình thường ấy. Và một cái loại ma là phiền não, những cái ma mà liên quan đến phiền não thì nó là các cái ấm ma. Mà trong cái người có những người tự tưởng cái gì ấy, khi mà có cái tâm định lực mạnh ấy, mà có tham kiến, tưởng cái gì nó là cái đấy. Vì đó tưởng đến một con voi, tự nhiên con voi nó hiện ra trước mặt, xong nó chạy ra. Vì đó tưởng con là một con rồng, tự nhiên con rồng quay lên lượn trước. Thế cái đấy nó là ma do tâm tưởng, có cái loại ma do tâm tưởng ấy. Còn có cái ma thì nó ở bên ngoài quấy phá. Thì trong cái sự tu tập thường thường nhiều người sẽ trải qua những cái sự quấy phá của hoặc là ma trong tâm hoặc là ma bên ngoài. Tại sao lại bị ma trong lòng quấy quậy? Để trả lời này. Tại sao ma trong tâm lại khởi niệm được? Do chánh niệm yếu, tà niệm nó khởi nên, thì tà niệm đấy chính là ma phiền não. Khi nào mình nghĩ đến điều bất thiện thì lúc đấy là ma trong tâm nó khởi nên. Thường thường cái người mà không có tu tập thì cái tâm nó yếu ớt, mình khởi lên cái gì nó không hiện ra hình ảnh. Nhưng mà cái người mà có cái định lực mạnh ấy, mình nghĩ cái gì thì cái hình ảnh đấy nó hiện ra rất là mạnh. Thế mình nghĩ đến điều tốt thì cái chánh niệm, có cái chánh niệm thì mình sẽ thấy những cái thiện cảnh. Mình có tà niệm mình sẽ thấy những cái bất thiện cảnh khởi lên. Thì khi nào mà khởi cái tà niệm này nên thì phiền não nó khởi lên, thì lúc đấy nó là ma phiền não, ma trong lòng. Giờ mình đang ngồi này, mình nghe thế ở trên mái nhà xoẹt. Ok, mình nghĩ buồn ba. Và mình ra thì thấy lá cây, thì cái đấy nó ma trong hay ma ngoài? Ma cho tâm mình nó tưởng. Mình đang đi mình nhìn thấy ở phía trước nó có một cái bóng đen lù, mình hô nó ma của chạy. Mà chạy. Và đến khi hôm sau mình quay ra mình thấy đây nó là một cái đù cây này. Mình sẽ thấy đây do cái tâm của mình nó tưởng nó ma. Anh nghĩ những cái nghĩ đến ma nhiều. Tại sao lại bị ma bên ngoài quấy phá? Ma trong là do tà niệm tới, còn ma bên ngoài làm sao? Tại sao bị ma bên ngoài quấy? Ma bên ngoài đó là các vị chư thiên ở cõi tha hóa tự tại, có cái tà kiến muốn mọi chúng sinh ở dưới sự cai quản của mình, không muốn cho ai hơn mình. Thì có những cái vị có cái tâm chư thiên, có cái tâm bất thiện, thì chỉ muốn cho nếu một ai mà đắc đạo thì sẽ vượt ra ngoài cái sự cai quản của các cái vị này, cho nên các vị này họ quấy phá. Nên họ biết Đức Phật và thành đạo thì sẽ giáo hóa cho rất nhiều chúng sinh đắc đạo, cho nên họ quấy phá rất là quyết liệt các cái vị chư thiên này. Để có tâm bất thiện thì cũng giống như ở thế gian có những cái người tốt, có người không tốt ấy. Có cái người cứ nhìn thấy các sư là trêu chọc quấy, mà cũng có người thì hộ trì chư thiên, vẫn có chư thiên thì người ta hộ trì cho những người tu tốt tu thiện, mà cũng có chư thiên thì người ta lại muốn quấy phá người tu. Thì cái tâm lý là nó như nhau, nó chỉ khác cái thân là thân chư thiên với thân người, còn cái tâm, cái trạng thái tâm thì nó cũng giống nhau. Tâm có tâm thiện, tâm bất thiện như vậy, có cái tâm muốn ủng hộ mà có người có cái tâm muốn phá hoại. Bởi vì chư thiên thì cái năng lực cao, có thần thông quảng đại, cho nên là phải dùng các cái thiên binh thiên tướng, dùng đủ các cái pháp thuật để quấy phá, nhưng mà không quấy phá được bởi vì công đức của một vị Bồ Tát quá lớn nên là không quấy phá được. Làm sao để đối trị được ma ở trong lòng? Ma trong lòng nó khởi lên thì làm sao?
trong lòng. Thế là đời luôn giữ chánh niệm an trú trong tứ niệm xứ, tức là tâm của mình luôn luôn an trú ở trong tứ niệm xứ thì là sẽ giữ được cái chánh niệm này. Ví dụ mình luôn luôn quán về một cái pháp thiền nào đấy, người hành thiền là an trú trong tứ niệm xứ đấy, niệm tâm, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nếu khi mà cái tâm tham nó khởi lên thì mình quán bất tịnh, cái tâm sân nó khởi lên thì quán về tâm từ. Mình là mình quán luôn luôn quán sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì đấy là quán tứ niệm xứ. Thì luôn luôn quán chiếu như vậy để mình không khởi lên phiền não thì là lúc đấy mình sẽ đối trị được cả cái ma ở bên trong lòng mà cả đối trị được cả cái ma ở bên ngoài. Đức Bồ Tát đã chiến đấu ác ma như thế nào? Chiến đấu làm sao? Ngài có đánh lại không? Ngài có dùng thần thông đấu lại? Thì lúc đấy tự động ấy, ngài lúc đấy ngài tưởng nhớ đến các ba la mật. Lúc đấy ngài chỉ nghĩ, lúc đấy khi mà ác ma đến là xung quanh ngài không có ai hết, chư thiên lúc đấy nhìn thấy ác ma nó chạy hết rồi, không còn ai dám ở gần nữa. Ngài còn một thân một mình, ngài bảo giờ ta đơn phương độc mã, quân ma thì rất là đông, bây giờ không có nơi nương tựa nào khác ngoài những công đức, cho nên là ngài bắt đầu tưởng nghĩ đến các công đức ta đã từng bao nhiêu kiếp bố thí, giữ giới, rồi là tinh tấn, nhẫn, nhẫn nhục, từ tâm, giả tâm, chân thật, ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, quyết định ba la mật, tất cả các ba la mật này hãy bảo vệ ta. Khi ngài tác ý như vậy thì tự nhiên ở xung quanh ngài nó có một cái luồng, tự nhiên nó có một cái, giống như là ngài đang ngồi trên một cái tòa kim cương ấy. Nó có một cái năng lượng ấy, nó giống như một cái vòng kim cương mà nó chụp lấy người ngài, thì một cái năng lượng của các cái công đức ấy. Cho nên là khi mà ma dùng tất cả các cái binh khí tấn công vào nhưng mà không thể nào mà phá tan được cái vòng tròn năng lượng đấy của gọi là các cái công đức ấy, giống như cái tòa kim cương ấy. Cho nên là lúc đấy ác ma bảo hãy trả cho ta cái tòa kim cương, hãy trả cái tòa kim cương cho ta, bởi vì là bao nhiêu vũ khí mà đập vào cái tòa đấy cũng tan nát hết mà cái tòa đấy. Cho nên là mình nghĩ là Đức Phật đang ngồi trong một cái tòa kim cương được bảo vệ bởi một cái vòng tròn kim cương. Nhưng mà Đức Phật đây là nói là đây là các công đức của ta đã làm, ác ma mà đây là của ta, vì những người làm ai làm chứng, còn tất cả các ma binh quân ma ở đây làm chứng cho ta thì Đức Phật mới chỉ xuống đất và đất làm chứng cho ta. Thì lúc đấy có một vị thần đất mới vọt lên để chứng minh cho rằng ngài đã làm rất nhiều các ba la mật. Tại sao Bồ Tát có thể nhớ lại được rất nhiều đời sống quá khứ? Lúc ngài nhớ lại được cái đời sống quá khứ, ngài đã đắc đạo chưa? Vẫn chưa đắc đạo. Lúc đấy ngài mới chỉ là có được một cái khả năng do cái năng lực của thiền định này. Đó là nhờ cái năng lực của túc mạng trí. Lúc này là ngài đã phát triển được cái mức thiền định đến cái mức gọi là thâm sâu. Cái thiền định đã trở nên rất là vững chắc mà nhờ cái năng lực của định. Với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, siêu nhiên, vững chắc, bất động đấy, thì ngài nhớ lại được các cái đời sống quá khứ của mình. Đó là năng lực của túc mạng trí. Tại sao ngài thấy được sự chết và tái sinh của chúng sinh? Như bây giờ mình có một cái người thân chết mà đi sinh về đâu mình có biết không? Có người thân qua đời mình có biết là người đấy sinh về cõi trời hay là sinh trở lại làm người, sinh về cõi cao cõi thấp thì có biết được không? Cho nên là cứ đi cầu siêu cho chắc ăn, mình đi cúng tuần nhất, cúng 49, cúng người cho chắc ăn, mình có đâu có biết là vị đấy chết đi về đâu đâu. Nhưng mà với cái khả năng của một cái người mà tập thiền ở cái mức thâm sâu thì mình thấy được cái người nào chết đi tái sinh về đâu. Như vậy lúc em bị Bồ Tát này nhập vào trong định rồi dùng cái năng lượng của định đấy để quán chiếu, biết được cái người này chết sinh về cõi này, người này chết sinh về cõi kia,
Nếu mình biết hết cả những người thân của mình khi đã chết rồi, sinh về đâu đi đâu biết hết. Mình thấy ông bà tiên tổ nhà mình chết rồi sinh về đâu là mình biết hết. Nếu mà tập tập về định đi. Biết được tất cả chúng sinh chết rồi sinh về đâu, đó là năng lực của thiên nhãn trí, thì ngài mới biết được cái khả năng đó. Tại sao ngài biết mình đã giải thoát khổ đau sinh tử? Người mình tu mình có biết mình đã giải thoát rồi không? Có rất là nhiều người tu chưa giải thoát mà mình đã tưởng là mình giải thoát. Hoặc là đấy là cái người tự nhận mình giải thoát. Còn cái tại vì ngài có cái trí để biết được mình đã giải thoát, đó là cái năng lực của lậu tận trí. Là cái trí nó đã quan sát được cái tâm, nó biết là tâm đã hết sạch phiền não, cho nên ngài mới biết là mình đã giải thoát. Lậu tận trí thì biết hết là ngài đã dứt được vô minh, dứt được tham ái, dứt được chấp thủ, dứt được các hành nghiệp. Bây giờ vô minh là gì? Vô minh là hiểu sai sự thật. Cứ khi nào mình hiểu sai sự thật ở đây thì lúc đấy là tâm mình là vô minh. Khi nào mà hiểu đúng sự thật thì lúc đấy là hết vô minh. Khi nào mình hiểu sai sự thật, mà sự thật ở đây là cái sự thật của các cái pháp chân đế tột cùng, chứ không phải là sự thật những cái sự thật nó có cái sự thật tục đế và có cái sự thật chân đế. Cái sự thật tục đế là những cái sự thật mà do con người quy định ở thế gian. Con người quy định là người như thế này là đúng, người như thế này là sai, thế này là tốt, thế này là xấu, những cái pháp thế gian quy định ra. Khác còn cái sự thật tột cùng là cái sự thật chân đế là cái sự thật của thiên nhiên, cái sự thật của tự nhiên, của quy luật tự nhiên. Thì đấy mới là cái sự thật mà tột cùng đấy mới diệt trừ được vô minh. Thế còn hiểu biết cái sự hiểu biết nhận thức tầm thường ở thế gian này thì không có diệt trừ được vô minh. Vô minh hiểu sai sự thật, ví dụ như là bây giờ một cái người đấy phải hiểu được là chết rồi là còn hay mất, hết còn hay hết. Thì bây giờ mỗi người sẽ có một sự hiểu khác nhau. Có người bảo chết rồi là hết, có người bảo chết rồi sẽ sinh về thiên đàng, sinh xuống địa ngục. Mỗi người sẽ có một cái sự hiểu khác nhau. Còn một người mà cái người nào có trí tuệ, họ dùng cái trí tuệ họ quán chiếu, họ thấy được sự thật người chết rồi đi về đâu, hiểu được đúng sự thật do cái trí đã thấy như thật. Cái sự hiểu đấy là gọi là thấy như thật thì mới gọi là hiểu đúng sự thật. Mình thấy thì được mọi thứ nó sinh lên nó diệt đi thì nó thấy như thật. Hay là gì? Anh biết hành là gì không? Hành. Vô minh hành thì hành là gì? Vô minh là hiểu sai sự thật, thì còn hành là gì? Hành là những cái hành động tạo nghiệp. Hành là các cái hành động tạo nghiệp tạo ra. Thân khẩu ý, cái nào là hành động tạo nghiệp? Tạo nghiệp ở đâu? Cả ba cái này nó đều tạo được nghiệp hết. Thân nó tạo, khẩu nó tạo, mà ý tâm nó cũng tạo. Vậy cái lúc mình ngồi thiền là thân ngồi hay khẩu ngồi hay tâm ngồi? Tâm thiền hay là thân thiền hay là khẩu thiền? Cái gì thiền? Cả ba.
Nếu mình thân thiền, thân thiền mà khẩu cũng thiền. Vậy lúc đấy là mình một lúc tạo cả ba nghiệp à? Cái lúc mình ngồi thiền thì nó chỉ có tâm. Lúc đấy là tại vì làm sao thân của mình nó không tạo được nghiệp, vì lúc đấy cái thân thức của mình nó nghỉ, nó không có sinh lên. Mà lúc đấy nó chỉ có ý thức, nó chỉ có tâm thức nó đang hoạt động thôi. Đấy. Vậy lúc mình ngủ thì nó tạo cái gì tạo nghiệp? Thân tạo nghiệp à? Thân nó ngủ hay là tâm ngủ hay là khẩu ngủ? Cái lúc mình đang ngủ ấy, cái gì tạo nghiệp à? Lúc mình ngủ thì nó là vô ký, lúc ấy nó không thành nghiệp thiện, nó không thành nghiệp bất thiện. Bởi vì trong lúc mình ngủ là tất cả các căn nó ngừng nghỉ hết. Mắt nó không nghe, thấy nhá, tai không nghe, mũi, lưỡi, thân, nó đều không biết cái gì cả. Ở cái trạng thái vô thức như vậy là nó là vô ký không? Thì lúc ấy cái tâm hữu phần nó vẫn bắt cái cảnh cận tử quá khứ nó sinh khởi nhưng mình không biết gì cả. Thì lúc ấy nó không để nghiệp, nó ngủ không nghiệp gì cả. Nhưng mà lúc mà mình tỉnh dậy rồi mình còn ngủ thêm một chút nữa thì lúc đấy nó có cái tâm tham ngủ thêm thì nó mới tạo thành cái nghiệp tham. Thì lúc mình ăn thì tạo nghiệp gì? Thân nó ăn, khẩu ăn hay là tâm nó ăn? Mình ăn đi, ăn uống. Tâm ăn hay thân ăn? Cái mình ăn là để mình nuôi tâm hay nuôi thân? Nuôi thân ha. Mình ăn thì nuôi thân. Lúc ấy là cái thân nó tạo nghiệp hay là tâm tạo nghiệp? Thật ra cái lúc mình ăn ấy, nếu như mà nó không khởi lên cái tâm tham, không khởi lên tâm sân, mà nó khởi lên cái tâm tưởng dưng ấy, thì nó không có nghiệp. Còn nếu mà lúc ấy mình ăn mà ủa ngon, ngon quá, cái này dở quá, thì lúc ấy nó tạo nghiệp ngay. Mình ăn mà mình cứ thưởng thức cái ngon, mình tham cái này ngon quá, ăn cố ăn nhiều rồi, ăn nhanh có người khác ăn hết, nó gây khởi cái tâm lên một cái là nó tạo thành cái nghiệp tham. Còn lúc ấy mình bảo thế, ăn là để cho nó khỏi đói, ăn chỉ là ăn để cho khỏi đói thì nó không tạo nghiệp gì. Còn nếu như lúc đấy mình ăn ấy, mình quán cái thức ăn này, ăn vào rồi nó cũng tiêu hóa, ngày mai nó thành phân, thì đấy là mình quán chiếu đúng, thì lúc ấy nó sẽ tạo thành nghiệp. Nghiệp gì biết không? Tạo thành nghiệp thiện. Nếu mình ăn trong lúc ăn mà mình hiểu đúng cái bản chất của nó, thức ăn này nó chỉ vào bụng một cái rồi nó sẽ thành tiêu hóa, này nó sẽ thành phân, thì nó sẽ ra nhà vệ sinh, chẳng có gì để hay ho cả, thì lúc đấy nó sẽ tạo thành được nghiệp thiện vì mình hiểu đúng sự thật. Đấy là trí tuệ đấy, thì được vô minh. Còn mình nghĩ là ta ăn vào để lấy sức khỏe, để bồi bổ, để cho cái thân nó béo, để ta sống lâu hơn, có sức khỏe hơn, có nhan sắc hơn, thì là lúc đấy nó sẽ thành cái tâm vô minh. Và trong lúc ăn nó cũng có vô minh, ăn nó cũng có trí tuệ. Mình ăn với tâm gì thì nó sẽ có cái nghiệp đó. Thường ngày ăn với tâm gì? Vô minh duyên hành là gì? Vô minh duyên hành. Bài vừa học xong này. Vô minh duyên hành. Vô minh sinh thì hành sinh. Vô minh là hiểu sai sự thật. Cái hiểu sai sự thật nó sinh lên thì làm sao? Thì ví dụ trong lúc ăn mà mình hiểu sai sự thật thì nó sẽ sinh ra cái tâm gì? Nó sẽ tạo nghiệp. Vô minh sinh thì hành sinh, có nghĩa là hiểu sai sự thật thì cái hành động đấy nó sẽ để lại nghiệp. Cứ lúc nào mình hiểu sai sự thật thì mọi hành động của mình nó đều thành nghiệp hết, mọi hoạt động của mình nó thành nghiệp hết. Hiểu sai nên chấp thủ vào các hành động. Đây là do mình hiểu sai, mình chấp thủ, mình có cái ta đang làm cái này, ta đang làm cái kia, đấy là nó có cái chấp thủ vào các hành động đấy. Trong các hành động thiện thì có vô minh không? Khi mình làm việc thiện thì có vô minh không? Khi mà mình lễ Phật thì có vô minh không? Khi mà mình tụng kinh, mình ngồi thiền thì có vô minh không? Khi mà mình bố thí, cúng dường có vô minh không? Lúc ấy nó có đi kèm với tâm vô minh không? Ai mà có, ai mà không? Trong lúc mình đang làm thiện như này,
đang dâng hoa cúng Phật này, đang làm rất nhiều công đức này, đang cúng dường này, thì lúc ấy có vô minh không? Đang biết có, trong hành động thiện có vô minh nếu người đó còn hiểu sai sự thật. Nó vẫn có vô minh, kể cả trong hành động thiện nó vẫn có vô minh. Ví dụ mình thấy là có hôm nay ta làm được thiện nghiệp này, sau này chắc ta được nhiều phước lắm. Thì lúc đấy nó có cái tà kiến nó khởi lên, có vô minh nó khởi lên. Thì mình thấy có cái ta làm thiện và mình, mà mình không thấy là nó chỉ có cái danh, cái sắc nó đang hoạt động, mà mình lại thấy nó có cái ta ở trong đấy. Thì nó có vô minh trong cái hành động thiện đấy. Thì đại đa số mọi người là chúng sinh là đều có cái tâm đấy. Hỏi tiếp, người hiểu sai sự thật thì có được tái sinh về cõi an lành không? Cái người mà hiểu sai sự thật ấy thì người ta có được sinh trở lại làm người, được sinh về cõi trời, được sinh về cõi cao thượng không? Có được hưởng cái sự an vui không? Có hay không? Vẫn được sinh về cõi này nếu người đó có hành động tạo nghiệp thiện. Tức là có người, người ta vô minh thì vẫn vô minh, nhưng mà người ta vẫn làm việc thiện, người ta vẫn sinh về cõi này. Đúng như như là cái người ta không có học pháp, không có thực hành pháp, nhưng người ta làm việc thiện đó. Người ta chỉ biết công đức xong rồi về, chẳng biết gì cả, chẳng biết tu tập gì hết. Thì cái hành động công đức đấy nó vẫn tạo ra cái thiện nghiệp và vẫn sinh về cái cõi lành và vẫn hưởng phước của cái hành động đấy. Nhưng mà cái tâm vẫn cứ vô minh, vẫn cứ hiểu sai, vẫn si mê. Si mê thì cái tâm tham nó chỉ mạnh thôi. Tâm tham sân si nó mạnh, sinh về đâu, sinh về cõi nào thì cũng rất là nặng về lòng tham, lòng sân và lòng si. Lúc nào nó cũng mạnh, vô minh. Nhưng mà vẫn hưởng phước. Cho nên là thế gian có nhiều người có phước mà không có trí, có người có trí mà không có phước, có người có cả phước lẫn trí, có người không có cả trí không có cả phước. Đấy thì là nó do cái sự tạo nghiệp khác nhau. Có người chỉ tạo phước mà không có tạo trí, và mình không có rèn luyện về tâm, cho nên là mình có phước, hưởng phước nhiều nhưng mà không có tuệ. Có người thì mình thực hành cả hai, vừa làm thiện, vừa làm các việc phước bên ngoài, vừa tu tập nội tâm để nó mới hoàn hảo cả hai mặt. Nếu hiểu đúng sự thật, vô minh thì các hành động sẽ ra sao? Nếu mà mình hiểu đúng được sự thật rồi, thì khi mình hành động thì các hành động ấy nó làm sao? Nó sẽ là nghiệp, nó sẽ thành hành nghiệp vô ký, vì cái hành động không còn chấp thủ và các hành động tạo nghiệp. Khi mà mình hết vô minh rồi thì mình làm cái gì nó không để lại nghiệp. Ví dụ như là mình không hết vô minh rồi, dù mình có giữ giới bố thí hành thiền hay là các cái thiện nghiệp nghe pháp rồi là lễ Phật tiếp ấy, nó cũng không có tạo thành thiện nghiệp gì nữa, nó chẳng có để lại cái quả báo trong tương lai nữa. Giống như một vị A-la-hán ngồi chơi cũng vậy, mà làm nỗ lực làm thiện nghiệp cũng vậy, không có cái, vì cái vị đó hết vô minh rồi, tất cả các hành động này nó đều là vô ký hết. Hiểu như thế nào là đúng sự thật? Muốn hết vô minh nhé, hiểu như thế nào? Hiểu như thế nào để cho vô minh nó hết đi? Hiểu tất cả các pháp hữu tình và vô tình đều là vô thường khổ vô ngã là hiểu đúng sự thật. Vô thường có nghĩa là cái gì sinh lên cái đấy sẽ phải diệt đi. Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy cái gì mình thấy, ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một người đấy, mình phải biết được là người này có sinh rồi sẽ phải có chết. Đấy là hiểu đúng sự thật, đấy là vô thường. Mình nhìn thấy tất cả thành phố, làng mạc, đất đai, sông núi nó sinh lên rồi mà ngày nào đó nó sẽ diệt đi, thì đấy là mình hiểu đúng sự thật, đấy là vô thường.
Vì vô thường, cái gì mà chịu sự chi phối của vô thường thì cái đấy là khổ. Vậy thì con người có vô thường không? Có khổ, có vô thường nhé, thì sẽ có khổ. Tất cả vạn vật cái gì nó cũng bị sự vô thường chi phối nên nó là khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái đấy là vô ngã, là cái đấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì mình hiểu được đúng như thế, đấy là hiểu đúng sự thật. Còn nếu mình thấy cái gì nó thường, cái gì mình thấy cái đời là vui, mình thấy có cái ta đang thọ nhận cái vui, ta thọ nhận cái khổ, thì cái đấy là mình hiểu sai sự thật. Thì là lúc đấy là mình bị vô minh. Còn mình hiểu đúng sự thật, mình luôn luôn biết rằng cái gì sinh lên thì phải chịu sự nghiệp gì. Không có cái gì nó tồn tại vĩnh hằng hết, cái gì nó cũng có một thời gian nào đó nó sẽ mất đi. Cái đấy là mình chỉ có gọi là tác ý được thôi. Khi mình tác ý đến sự vô thường khổ vô ngã, nó vẫn có cái tâm thiện nó khởi lên, nó vẫn có cái thiện tâm và nó vẫn có cái sự nhận thức ấy. Mặc dù đấy nó gọi là từ cái biết rồi nó đến cái thấy. Mình biết nó là vô thường nhưng mình chưa thấy được cái vô thường. Chỉ có người nào hành thiền minh sát mới thấy được sự vô thường. Còn mình học thì mình biết nó là vô thường thì nó vẫn có cái tâm thiện. Cái tâm ấy nó cũng là trí tuệ, thuộc về cái trí tuệ thế gian, cái trí tuệ hữu động và thế gian. Còn nếu mà hành thiền minh sát để thấy được cái sự vô thường bằng cái tuệ chi thì nó mới phát triển được vào cái pháp vô động, nó mới diệt trừ được phiền não. Còn mình hiểu thì nó vẫn đè nén được cái phiền não thô, nó vẫn tốt, nó vẫn phát triển được trí tuệ. Tại sao lại có già chết sầu bi ưu não? Why? Vì có tái sinh. Tái sinh thì nó phải có già chết sầu bi ưu não. Tại sao lại có tái sinh? Tại sao con người chết rồi lại phải đi tái sinh? Có muốn đi tái sinh không? Mình có muốn, nếu mình có muốn trở sinh lại làm một cái người được an vui không, sắc đẹp không, giàu sang không? Nhưng bây giờ mình cứ kiểm nghiệm ở trong tâm mình còn thích những cái sự an vui này, mạnh khỏe, sống lâu này. Bây giờ mình còn thích sống lâu không? Thích sắc đẹp không? Ước gì mình đẹp như cái thuở mà còn trẻ. Đấy là, thì bây giờ mình cứ còn lấy cái thích đấy là mình sẽ còn tái sinh. Lúc nào mình chán hết mấy cái đấy thì mình hết tái sinh. Vậy tại sao lại còn tái sinh? Là do có cái nghiệp hữu. Cái nghiệp này nó vô hình, nó cứ lôi kéo mình đi. Là những cái hành động mình tạo ra rồi nó để lại cái nghiệp vô hình, cái nghiệp hữu này. Nên là cái người hành thiền mình sẽ quán được tương lai của mình. Khi người quán được nghiệp, mình sẽ biết được cái đời tương lai mình sẽ sinh về cõi nào. Trong cái trí minh sát quán về duyên khởi thấy, vì mình bám vào cái nghiệp hữu, quán cái nghiệp hữu thì mình thấy được tương lai mình sinh về đâu, mình còn bao nhiêu kiếp sống tương lai. Tại sao lại có nghiệp hữu? Chấp trước này, chấp trước còn gọi là chấp thủ, vì có chấp thủ, mình có chấp thì nó mới tạo thành nghiệp, mình có chấp thủ thì nó mới tạo thành nghiệp. Ví dụ như mình làm cái gì mình thấy là tôi đang làm, ví dụ mình bố thí mình thấy tôi đang bố thí, mình giữ giới mình thấy có tôi đang bố thí, vì nó có cái thấy có cái tôi đấy là chấp thủ đấy, chấp có cái tôi đang làm thì nó để lại cái nghiệp. Mình sát sinh, tôi sát sinh, nó sẽ để lại nghiệp bất thiện. Mình có cái chấp trước và trong đấy nó để lại nghiệp.
không có chấp trước. Ví dụ mình đã vô tình mình đi mình đạp chết một con gì đấy thì mình có chấp trước là tôi đạp chết không? Không biết, tâm nó đâu có biết thì nó có chấp trước, nó không có chấp trước thì nó đâu có nghiệp. Nghiệp ví dụ mình đi xe máy mình tông chết người khác thì nó có để nghiệp không? Cái chấp là nó khởi lên cái lúc mình đang làm ấy. Thì cái người đấy mình không chủ động làm cho nên mình không bảo là sao anh lại giết chết người nào, không tôi đâu nè, nên chẳng may nó quệt vào thì nó không có chấp trước ở trong đây. Cái gì mình không làm mình sẽ chối ngay, còn gì mình có làm mình nhận là mình có làm. Nhưng bây giờ mình làm một cái việc đấy mình cứ bảo tôi không làm đâu thì nó có thành nghiệp không? Nó vẫn có thành nghiệp. Bây giờ mình ăn trộm, người bạn tại sao anh ăn trộm, và tôi đâu ăn trộm, tôi đâu ăn trộm, thì nó có tạo thành nghiệp ăn trộm không? Nó vẫn thành nghiệp. Mình nói dối thôi, còn tâm mình vẫn đi theo quy luật của nó. Tại sao lại có chấp thủ? Tại sao mình lại chấp thủ? Mình lại chấp có cái tôi, có tham ái. Do có mình có tham ái với bất cứ một cái hành động gì đấy. Mình có tham ái với thân, với cái bản ngã, có chấp thủ với năm uẩn thì là ta. Thì nó có tham ái nó mới sinh ra chấp thủ. Còn bây giờ mình dừng dưng thì nó không chấp thủ. Bây giờ mình quý trọng một cái gì đó, mình có cái xe đẹp, mình sẽ tham ái. Mà với nó mà bây giờ ai đập đến làm sắt sướt cái mình sẽ khởi lên phiền não. Vậy mình chấp thủ cái này là của tôi, ai đụng đến là không được, phải có cái tham ái. Ở trên đời tại sao có những cái người nó người ta đánh ghen với người kia? Theo cái chuyện đấy chưa? Tại vì làm sao lại đánh ghen? Vì cái người kia bảo đây là người của tôi. Thấy không? Thì cái đấy là chấp thủ đấy. Cái mình chấp thủ. Vì làm sao lại có chấp thủ? Bởi vì có cái tham ái này. Có cái tham ái mới sinh ra chấp thủ. Nếu mà cái tham ái nó hết chấp thủ, theo là thôi từ giờ người đấy không phải của tôi nữa, thì mai sẽ còn đi đánh ghen nữa không? Hết chấp thủ một cái nó hết cái tham ái cái nó hết chấp thủ đúng không? Đấy, thì cái đối đấy cái thân bên ngoài vậy mà cái thân bên trong vậy, mình có nghĩ là đây là thân của tôi, thế là người khác người ta chỉ cần hơi nói đụng đến một cái nổi khùng khùng lên, tại sao dám nói đụng đến tôi, tại sao dám xúc phạm tôi, đấy là do mình quá tham ái bản thân này, quá tham ái với bản thân thì hơi ai hơi nói động một tí là mình nghĩ là người đó xúc phạm mình phải đi báo thù bằng được. Còn cái người mà không có tham ái bản thân ấy, thì mình nghĩ là cái thân này nó chỉ là giả tạm, cái tham ái nó nhẹ thì các cái phiền não khác nó cũng nhẹ. Thì mình thấy có ai nói đúng thì người ai nói cái gì thì bình mồm cái đó, đâu có làm ảnh hưởng gì đến mình đâu. Thì cái phiền não nó khởi lên do cái tham ái nó không có. Đấy, cái người nào càng nhiều phiền não chứng tỏ tham ái nhiều ha. Tại sao lại tham ái? Sao lại có tham ái chứ? Mình có muốn tham ái vậy không? Tại sao lại tham ái? Tại sao? Chắc đây không ai tham ái nhưng không biết là tại sao. Do thọ. Thọ là cái gì? Do có cảm thọ. Thọ có nghĩa là các cái cảm giác vui hoặc là buồn hoặc là khổ hoặc là nạn hoặc là không khổ không nạn, đấy là cảm thọ. Vậy thì khi mà mình vui thì mình sao? Mình sẽ thích thú với cái vui đấy. Thì hôm nay mình có một cái trò vui nào đấy thì mình sẽ luôn luôn muốn là cái vui này luôn luôn đến với mình. Ai cũng muốn vui hết. Thì hôm nay mà mình ăn ngon thì đấy là cảm thọ về cái nạc, ví dụ thế. Thì mình sẽ luôn luôn muốn là mình luôn luôn được cảm thọ cái sự ăn nạc này. Đấy là mình có cái gì có cái cảm thọ là mình có cái tham ái. Nhưng mà nếu bây giờ mình buồn thì sao? Thì nó là cái cảm thọ đấy thì nó tham ái cái gì? Khi mình buồn thì nó tham ái cái gì? Khi mình sầu bi đấy thì nó cũng tham ái đến cái vui. Lúc ấy cái tâm nó vẫn tưởng nhớ đến cái vui, nó ước gì mình chóng qua cái cơn buồn phiền này, chóng cái sự an vui nó chóng trở lại với mình.
Cái ước gì trong tương lai mình luôn luôn có sức an vui. Ước gì những cái niềm an vui trong quá khứ nó trở lại. Ước gì những cái khổ đau nó không đến ở tương lai. Ước gì tương lai mình chỉ có vui mà không có khổ. Thì cái đấy là nó là tham. Nó là do cái cảm thọ này nó sinh ra tham ái. Tham ái là tham ái với những cảm thọ này. Ai mà gây cho mình phiền não đau khổ thì lúc đấy mình ước cái gì? Ước cái gì? Ước gì cho người đó mất tiêu đi ha? Để cho mình khỏi đau khổ nữa. Thì lúc đấy là cái cảm thọ, nó là một cái cảm thọ ha. Đó là cái sự tham ái đối với cảm thọ này. Tại sao lại có cảm thọ? Đó là do có cái sự xúc chạm. Ví dụ bây giờ xúc chạm này là cái gì xúc chạm? Sáu căn nó xúc chạm với sáu trần. Cho nên nếu bây giờ mà không có cái trần cảnh thì nó có sự xúc chạm không? Không có. Nếu bây giờ tự nhiên mất hết điện đi, mình còn nhìn thấy cái cảnh gì nữa không? Không. Tự nhiên bây giờ có cái lồng kính nó chụp đến người mình thì mình nghe được âm thanh nữa không? Không có nghe được. Vậy cho nên là nó phải có cái cảnh trần nó tác động vào trong các cái căn của mình thì nó mới sinh ra các cái cảm, nó mới sinh ra cái sự xúc chạm. Có cái sự xúc chạm này thì nó mới sinh ra các cảm thọ. Không có sự xúc chạm nó có sinh ra cảm thọ. Vậy thì bây giờ mình muốn có cảm thọ vui thì mình cần cho các căn nó xúc chạm với cảnh gì? Với những cảnh ưa thích. Mình muốn có những cảnh buồn thì mình cho các căn nó xúc chạm với những cái cảnh mà mình chán ghét. Thì nó mình có thể có các, mình muốn cho cái tâm của mình nó an tinh, nó không vui không buồn thì mình tránh những cái cảnh hấp dẫn, tránh những cái cảnh nghịch ý. Nhưng ở cái cảnh bình thường thì nó sẽ không vui không buồn. Bây giờ mình đi ra ngoài kia, mình nhìn thấy cái đồng cỏ mênh mông, mình nhìn thấy trời xanh ngát, mình thấy cái gió thổi nhẹ nhàng thì lúc đấy mình có cảm thọ gì? Mình có tham ái với cái cảnh không? Có tham, có sân, có si khởi lên không? Thì lúc đấy cái tâm nó chỉ có cái tâm dừng dưng bình thường ấy. Tâm dừng dưng. Còn thì khi mình ra thành phố mình nhìn thấy cảnh ấy, bao nhiêu hàng hóa đẹp mình sẽ khởi lên là ước gì mình có cái kia, ước gì mình có cái này. Đấy cái cảnh ở trước mắt nó khởi lên với tâm. Đối cảnh nó sinh tâm. Tại sao lại có xúc? Xúc chạm mình. Vì sao tâm nó lại xúc chạm với cảnh? Vì có sáu căn nhận biết sáu trần cảnh. Nhưng bây giờ một cái người ta bị mù thì người ta còn thấy được cảnh không? Cái người mù người ta còn tham cảnh đẹp không? Bây giờ một người mà bị mù từ bẩm sinh mà vui này, tôi tặng cho anh bông hoa này đẹp lắm nhé, lắm nhé. Tặng cho cái áo này đẹp lắm, đẹp mang về mặt đi ha. Và cái người đó thích quá, thích quá được cái áo đẹp. Về đến khi đi chỗ khác bảo sao mặc cái áo xấu thế. Thì người ta đâu có biết. Thì cái người không có căn thì nó không có nhận biết được cái trần cảnh ở bên ngoài. Người điên mà. Để điên bây giờ mình đến mình ghé, mình nói vào tai họ, mình nói xấu, mình mắng họ, họ có biết, họ vẫn cười bình thường. Vì nó không có căn thì nó không nhận biết được cảnh. Vậy thì vì có xúc là vì có các cái căn này nó nhận trực tiếp xúc với sáu căn trần cho nên nó mới ra xúc. Tại sao lại có sáu căn xúc trần? Tại sao lại có mắt tai mũi lưỡi thân ý và sắc thanh hương vị xúc? Tại sao có cái đó? Vì có thân và có tâm, danh và sắc. Mình có thân, có tâm thì nó sẽ có các sáu căn sáu trần. Tại sao lại có thân tâm? Tại sao mình có cái thân này? Mình có tự hỏi tại sao mình có thân này? Tại cha mẹ sinh ra. Vì có thức đi tái sinh. Vì
vì có thức đi tái sinh. Nếu cha mẹ mình không lấy nhau thì mình có không? Nếu là nếu ông bố ông lấy một bà khác mà mẹ lấy ông khác thì mình có sinh ra đời không? Có lúc nào hỏi vậy không? Mình vẫn tái sinh, vẫn ra đời bình thường. Mình chẳng làm con của ông thì mình làm con của bà, hoặc mình làm con của người khác. Từ ông bà không lấy nhau mình vẫn đạt đời. Tại sao lại có thức đi tái sinh? Vì có tạm nghiệp. Còn tạm nghiệp thì còn có thức đi tái sinh. Tại sao lại có tạm nghiệp? Vô minh, có vô minh nên có tạo nghiệp, thế chưa? Tại sao lại có vô minh? Vì hiểu sai sự thật. Hỏi tiếp, vậy muốn giải thoát sinh tử thì phải làm gì? Đấy là cái vòng sinh tử nhá, cái nguyên nhân của cái vòng tái sinh đây. Bây giờ muốn giải thoát, bây giờ mình đã biết được cái nguyên nhân của sinh tử rồi là như vậy, bây giờ muốn giải thoát sinh tử thì phải làm gì? Đúng rồi, phải diệt trừ vô minh. Cũng như là Đức Bồ Tát ấy, biết được nguyên nhân của nó là diệt trừ từ cái gốc nó. Giống như một cái cây neo, bây giờ mình muốn diệt nó, mình chỉ cần nhổ cái gốc ra nên là cành lá nó tự chết luôn. Muốn diệt vô minh thì phải làm sao? Phải biết và thấy đúng sự thật ha. Muốn biết và thấy đúng sự thật thì phải làm sao? Phải có chánh trí. Thấy được sự thật thì phải có một cái trí tuệ. Phải có trí tuệ mà là do cái sự tu tập mà có, chứ không phải là do suy luận. Không phải là do mình nghe, mình nhớ mà mình có được cái chánh trí đấy. Mà cái chánh trí này nó phải được phát triển. Cái trí mà mình có thể thấy được, chứ không phải là cái trí mà do mình tưởng tượng. Trí này là do quan sát, chứ không phải là trí này là do biết, mà là trí này là do thấy. Muốn có chánh trí thì phải làm sao? Muốn có được cái trí đấy thì phải phát triển thiền định. Người không có thiền định thì không bao giờ có được cái trí đấy, không bao giờ có được cái chánh trí để mà diệt trừ được vô minh. Cho nên rằng là đấy, cho nên Đức Phật phải phát triển thiền định trước đó, năng lực của thiền định đó mới thấy được cái trí đó, mới có cái trí để mà diệt trừ được vô minh. Chứ không phát triển thiền định thì không thể nào có chánh trí. Vì vậy cho nên là phải nỗ lực phát triển thiền định bằng mọi cách, mọi giá, bằng tất cả những cái gì có thể. Không phát triển được nó thì không bao giờ diệt được vô minh. Muốn phát triển được thiền định thì phải làm sao? Ai muốn phát triển thiền định? Bây giờ muốn phát triển thiền định thì phải làm sao? Phải giữ chánh niệm trên đề mục liên tục, không gián đoạn. Thế mình ngồi một tiếng, mình phải giữ chánh niệm một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Chứ mình ngồi đấy mà tâm mình cứ nghĩ năng sang chuyện khác có định nào không? Định được rồi đấy, nhưng mà tâm nghĩ nhiều đối tượng quá, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, không thể nào mà phát triển được. Nên là phải giữ chánh niệm trên đề mục thiền liên tục, giữ chánh niệm không gián đoạn thì nó mới vào định được. Muốn phát triển chánh niệm liên tục không gián đoạn thì phải làm sao? Thì phải làm sao để giữ được cái chánh niệm đây? Thì phải buông xả các chướng duyên để chuyên tâm thực hành thiền. Buông xả các chướng duyên ấy, tại vì mình ngồi mình có rất nhiều cái chướng duyên, nó làm cho cái chánh niệm không được liên tục. Những cái chướng duyên nó làm cho chánh niệm bị gián đoạn. Nó có những cái chướng duyên ở bên trong, có chướng duyên bên ngoài,
Chữ duyên bên trong là cái gì? Là năm thiền cái. Năm cái thiền cái ở bên trong là cái phiền não, tham dục sân hỗn trầm thụy miên trạng hối và hoài nghi, là những cái chữ duyên bên trong. Và những cái chữ duyên ở bên ngoài là những cái ngoại cảnh nó tác động. Đấy, những cái ngoại cảnh nó tác động, mình bận rộn nhiều quá thì đấy chứng duyên bên ngoài. Đấy, cái cảnh mà bên ngoài nó bị động, những cái tiếng ồn nhiều quá, những cái người khác người ta nói nhiều quá, những cái âm thanh tạp niệm bên ngoài nó tác động mình nhiều quá, quá nhiều thứ ở bên ngoài, công việc bổn phận trách nhiệm bên ngoài nó là những cái chứng duyên. Buông xả được các chứng duyên đấy thì mới có thể thực hành thiền. Những pháp gì là chứng duyên của thiền? Ưa thích công việc là chứng duyên của thiền. Ưa thích hội chúng là chứng duyên. Ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn và không tiết độ trong ăn uống, đó là những chứng duyên của thiền. Muốn hành thiền về biết đây là những chứng duyên này. Tránh được những chứng duyên này thì hành thiền dễ dàng. Nên một người thích làm việc này, thích làm việc kia thì người đó luôn luôn đang sang với công việc. Bận rộn là không hành thiền này, bận rộn quá nhiều công việc phận sự hiện nay. Nên là phải ngừng nghỉ công việc. Ưa thích hội chúng là cứ chỗ nào có đám đông là thích đến đây để gia nhập hội chúng. Cái chỗ nào đông đông vui là mình thích đến. Đấy là ưa thích hội chúng. Những người thích đi du lịch, thích đi xem hội, thích đi múa hát, thích chơi thể thao, thích tụ tập để nhậu, thích tụ tập để nói chuyện phiếm, thì đấy là ưa thích hội chúng. Ngồi ở một mình thì buồn, không chịu được, thích tìm đến chỗ đông, ưa thích nói chuyện nói nhảm, nói chuyện dù chuyện gì mà nói nó cũng tán tâm hết. Ưa thích nói chuyện trên điện thoại nó cũng tan tâm. Ưa thích ngủ nghỉ, ngủ nhiều quá nó cũng không hành được, ngủ ít thôi. Người nào hành thiền ngủ một ngày 5 tiếng cũng được. Một đêm 5 tiếng, thì đến buổi trưa tiếng nữa là 6 tiếng, vậy là quá đủ. Một đêm 4 tiếng, ngày tiếng là 5 tiếng là vừa. Một đêm 3 tiếng, ngày tiếng là 4 tiếng là người tinh tấn. Ngủ 2 tiếng còn lại, tất cả thời gian còn lại hành thiền thì đấy là người tinh tấn phi thường. Không ngủ hành để hết thời gian để hành thiền, không ngủ nữa. Có đắc được thiền không? Chưa có một vị thiền sư thức 15 ngày đêm để tu, không ngủ luôn. Đến đêm thứ 15 là giác ngộ, chứng đắc đạo quả. Bây giờ cứ ai thử thức 7 ngày 7 đêm hành thiền nhá. Thức một đêm, thức một ngày một đêm hành thiền thử xem có đắc thiền. Ở cái giai đoạn hành thiền tuệ thì thức được, ở hai giai đoạn thiền định thì không được. Ở giai đoạn thiền định thì phải ngủ. Vì đến thiền định thì nó dễ rơi vào trạng thái hôn trầm. Thì mình không... Còn khi mà sang thiền tuệ, nó cái tỉnh giác rất là cao. Cái người đang hành thiền Vipassana, tự cái tâm nó tỉnh giác cao độ. Nó ít hôn trầm. Và cái vị đó có thể thức suốt đêm cũng được. Còn ở thiền định thì phải cứ ngủ cho 5 tiếng. Buổi tối 4 đến 5 tiếng. Nhưng mà hôm nào mà cảm thấy nó khó ngủ thì ngủ 2-3 tiếng cũng đừng có lo. Kể cả một đêm nó thức ngủ suốt, nó mất ngủ 1-2 đêm cũng không vấn đề gì. Vì trong cái thiền định nó có cái sự nghỉ ngơi, tự động cái tâm nó được nghỉ ngơi ở trong cái lúc mình an trú trên định. Nên là không việc gì hết. Nên là mà muốn tu tập thì phải tiết độ về cái ngủ nghỉ, phòng hộ các căn, không có để các căn mà nó thích cái cảnh trần quá, tiết độ trong ăn uống. Ăn không ăn phi thời, không ăn vặt nhiều, tiếp tục trong ăn uống. Đấy là những cách, đó là những chứng duyên của thiền. Còn vậy thì cái để mà đoạn trừ được chứng duyên của thiền
thì ngược lại đó là không, thêm chữ không và chữ chữ ưa thì nghĩa là xong. Không ưa thích công việc, không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ. Còn cái này phải thay thành chữ có phòng hộ các căn, có tiết độ trong ăn uống. Đấy là mình sẽ hay nhận thiền. Hết bài giảng hôm nay. Idam me punyam asawa khasam baham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachazo hotu. Maha punya bhagam sabba santanam pachemi tê sa bê mê tham mâm bụt nhà ba gâm nà ban tu. Với sức hành pháp tuần tự này